vậy là mình cũng hên ha, mình đi cái chỗ nghe ngày lễ hội vui ha. Nè, chơi tới tối còn muốn mình đi dù cơm nó cái màu đẹp cơm thì lên nữa là mình đi ra kia mình xem cái đó là cách chiên dơm nhất là thuê mà thứ đây là mua cái tốt nè, con mua là nó có một cái phần rất là sừng luôn, thành ra bánh tô thì bán so với những ngày tết thì bánh cũng đắt nước rồi, mắc hơn tại vì tôi bán lúc trước thì bán một phần mà mới đi lễ hội nha, ba cái đi còn hai kia nữa đi vào bán ba cái nó mắc hơn thì so với bánh dân gian bình thường thôi, nhưng mà nếu mà vào những cái nhà hàng khách sạn cao cấp, những quán mà ăn vặt cao cấp thì nó lại giá còn cao hơn nữa. Thì sau đây là mời các bạn sẽ là để cho các chị Nam Á Banh dùng thử, sau đó thì có cái sự kiện gì với Nam Á Banh các chị cứ liên hệ tới cô Ngọc Lan. Thật chi quý vị là nếu mà về ngồi mà nói bánh phở Hà Nội. Trà chanh giả tay hay là gì vậy? Ai biết cái giả giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không nghe à, ốc không à, không cho nó nghe vậy ta. Kè bưởi này là bán gì, trái cây hả? Trái cây hả? Đây mang mấy này dễ thương quá, mang dễ thương quá, mấy cực quá. Tùy theo loại. Sao thấy nó vẫn sinh mấy con thú nhồi không này. Đúng lòng là...